không có chịu kéo nữa, bỏ trên đây kéo luôn nè. Anh bỏ cái túi rồi, anh đang làm việc mà. Lấy này bỏ ra, bỏ bún qua đây, bỏ cái thùng qua đây này. Thì kia thì không có nổi đâu. Nạt quá. Rồi em đi trước đi. Chị đi sau. Mình có đúng 50 cái tô thôi nha, không có được cho ai một cái nào thiếu tô luôn. Đem là đem dư. Không. Mình có đúng 50 phần mà đem dư làm chi? Đem dư lỡ nó rớt đổ rồi sao? Chị kiếm không ra cái tô. Hôm bữa mình về mình dư 5 cái tô, giờ chị không biết nó ở đâu, chị kiếm không ra. Trời nóng gì cũng không ai ăn đâu. Mai em đem về chị em ăn hết. Hello Lily. Lâu lắm rồi mới gặp. Lấy đâu nhờ? Lâu quá rồi mới gặp. Lấy nước không biết giờ lấy đâu nhờ. Khổ ghê đúng không? Thôi ăn bún nha. Hả? Ăn bún nha. Dạ. Về chưa mấy nước kìa. Chị cho nó xuống đây kìa. Ờ hả? Có chút lá không? Có một điếu thôi, không có nhiều. Cái gì có một điếu rồi, ai hút là nhịn trời. Ủa đâu? Ủa ra hả? Ra có một điếu. Ờ có một điếu rồi hả? Hút chung này có một gói rồi. Đây, 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 đây. Có gói đâu còn gì vậy? Đâu có tay đâu. Tao lấy đá không? Lấy vô rồi, lấy nước rồi. Lấy ly đi. Lấy ly. Lấy vô mẹ lấy nước kìa. Tôi cần ba nước rồi, đừng có lấy ra luôn. Về chưa uống kìa. Thôi giờ chưa uống sao, giờ chưa uống nổi. Lấy vô không? Thank you so much. Hả chị Hương? Hả? Về nhà chị Hương. Không được, em không thể kéo, chết em rồi. Chết em luôn, bậy ba qua à. Ba bốn mai á. Cái này lạnh, lạnh hả? Kéo rồi, le lưỡi lắm luôn. Le lưỡi lắm luôn. Thôi đi. Nước về nhà chị Hương lấy giờ. Nói đi ra giờ chị Hương lấy. Quay. Thôi. Em đi. Chị Hương kêu bao nhiêu cái tô này để giá được không? Thôi chị có cái túi nè, chứ tại vì chị không có tô, chị đủ tô để phá một cái bún okay, okay. Nè lấy đi. Nè. Okay. Để chị lấy nha. Bún bao nhiêu chị? Bún bao nhiêu? Mấy miếng thịt vậy chị? Chị? Hả? Mấy miếng thịt? À, một miếng giò, một miếng lụa. Mấy miếng giò? Hai miếng chả chiên, một miếng chiên, một miếng giò. Rồi em nhớ em múc một miếng này nha bà ta. Miếng này nữa hả? Đâu có đồ múc đâu. Hey, did you, Chris, did you find a fucking black backpack? You know who has a black backpack? Đấy đi, bốc đi, bốc đi, bốc đi. Bún đó không có bún kìa, bún có lẻ kìa. Bún bao nhiêu bún chị? Một cục đó chị Hoài Na.
chị em thấy đó, đừng cái đó là một phần đó, em đừng có lấy lộn xộn, em phải lấy hết một phần vậy đó. Bỏ ra coi, bỏ ra, bưng nó đi. Sao lâu quá vậy, sao bật lâu quá vậy? Có ai ơi? Một tiêu đâu chị, tiêu hành ngò đâu. Bỏ hành ngò đây luôn. Chị nói em là em phải đeo vô bụng của em mà. Chị đừng có, em có đeo vô bụng, chị mệt quá, chị đừng cứ bắt em đeo vô bụng của em, mệt quá. Nó mất tiêu rồi. À, bởi vì nó... Đây. Chị bỏ ra ngoài em lấy được rồi, để... Ui, để đây nè. Ờ, cái thằng này thì... Chị quay phim đi để nó. Hỏi, tùm lum hết, nó cái gì cũng hỏi rồi, em làm đi. Lily, lâu quá mới gặp em. Dạ, lâu quá em cười đi. Chị rồi, em mới bệnh mấy ngày nay, em chết luôn á. Nằm mà. Ôi, da con bé hết liêu cây. Bệnh nó đi làm nguyên ngày luôn không giao nổi á. Chiều thứ bảy ra đây nha. Chiều thứ bảy ăn cơm. Hôm bữa ăn cà ri gà ngon lắm. Đó, em lấy một cụm đó là hết luôn á. Ngon quá. Đó đúng rồi. Chị để em làm, chị đừng nói, hồi một cụm. Thôi em lại hỏi chị nữa. Tái qua rồi, Cho đấy tôi sẽ lựa. Khi nào em thích thì em hỏi. Tôi sẽ lựa. Cho miếng tiêu ấy, trả tiêu. Rồi, ngon không Ly hay là dở quá? Ngon chị, ngon. Chị nấu á. Yeah. Dở thì nói dở nha, đừng nói khen. Chị đi làm ơn. Chị chị chăm xin ăn nước chị. Đây nha. Đợi em hả? À. Oh, you want your drink too? Sure. Thank you. Ấy cha, người này khách inline nha, mới thấy tới cái thấy đi rồi. Giỏi không? Anh lưu ra lấy rồi. Chị đưa ông máy rồi, lúc chưa? Hả? Rồi, đưa ông rồi. Here's your drink. Đưa cho anh đi rồi. Để từ từ đi. Đường nước cho ông chờ, đường nước này chờ. Rồi, ông để đó đó. That's your drink. Cái đó không phải của ông. Oh, you don't want drink. No, I didn't get one. Cái đó không phải của ông. Cái nào của ông? Thank you, man. I appreciate it. Have a good day, okay? Nó bắt anh Chiên đứng đây để cho anh Chiên làm tài tử chút. Yeah. Ừ. Oh. Người mẫu. Thứ bảy tuần sau đợi đây nha Ly. Dạ. Đi em gắp vào đi con Nguyễn. Mẫu thôi chứ là mẫu mừng. Đấy. Giỏi gớm á, Andy làm ông bánh bún giỏi gớm luôn. Chị đừng có chỉ nha, không có chị đừng có chỉ. Chị biết rồi. Chỉ gì mà em không biết á. Nó không cho hơn chị nó thấy không anh Chiên, nó nhiều chuyện hết. Thôi, chị có rồi, có rồi. Có rồi. Lần sau đem theo cái ly để đựng đá, Ly Ly à. Dạ. Đem theo cái ly để đựng đá. Dạ, vô góc vào đầu phòng đi nào. Oh no. Bây giờ nấu chơi chưa? Rồi. Bình thường em lấy nước ở đâu Ly? Dạ, dạ em biết lấy nông luôn nè. Bình thường em lấy đâu? Tại em đâu lấy đâu nè, em lấy dùm cho ông Đông Anh của em mà. Ồ. Chà ơi, bữa nay quên đem ớt nữa. Thank you. You too.
rồi. Ổng cận giờ. Cận giờ em ngoài rồi. Cận giờ nó có làm sao lấy. Cận giờ gấp nó còn mất cửa mà. Bây giờ cần ta làm đi ra lỗ mẹ mua nữa rồi. Ừ. Anh có biết chi đó là. Ông bán bún vợ đó mà. Chắc là người Mỹ họ biết họ tới dùm luôn á, sợ không còn cho người nào. Bên này có 25 phần, bên kia có 25 phần à. Người Mỹ họ tới họ đợi đây hay sao á. Cái họ đầy hết trơn luôn. Em quá giỏi luôn á mình. Đi đây. Chơi giao truyền. You got one yet? Yes. Soup. Oh, you already got the drink. Vegetable. Oh, you want the soup too. You want your drink? And one to him, please. You bet. Thank you. Thank you. Đây đi coi Huỳnh mút Huỳnh giỏi quá. Không cho Huỳnh nói tiếng nào nữa, biết làm rồi. Đó, lấy một cục bún. Xong lấy hai miếng chả chiên. Xong lấy giò, xong lấy xương. Xương nó thịt có một thịt nó thịt rất nhỏ vậy. Xương gì chứ. Rồi, cho hành phi, xong xịt tiêu. Xong muốn nước giò, trong này Hương để miếng giò sống. Rồi, thấy giỏi chưa? Thấy Thịnh giỏi chưa? Rồi, cho ông cho soda đi, cho ông cái đó đi. Yes. Cho ông thấy giỏi không? Bóc này bóc kia giỏi với sợ lắm. Bóc hành phi xong xịt tiêu xong gia nước quá giỏi rồi. One more. Nhiều quá trời. Chắc cơ thể bị dính này kia. My friend right there wants one, but he's on the side of the ass. Okay. I like how you made it. Thank you very much. Có nắp kinh gì? Không, có khăn. Khăn trong này nè. Ờ, nhớ thêm. Have a good night. Để quên nắp kinh rồi. You too.
human kindness can go long. All right, rồi đi em ơi. Soda, cho soda. Do you want your drink? Yes, yes. Human kindness goes a long way. Rồi, bây giờ em phải đi nhẹ nhẹ thôi, người ta ra cũng sùng ấy, mình không có chỗ tới chỗ ăn tiếng nữa. Hết luôn. Đó. Còn bao nhiêu phần nữa? Còn 12 phần nữa. Đi. Bên kia. Hết 12. Khoan đi vô ăn tiếng nữa trước hả? Ủa gì đâu hả? Bên đó thái lấy rồi. Thái rồi. Lá luôn hả? Không, thôi đi đi em. Dạ, có đi chút qua xem lại nè. Cái phụ ra. Thôi được rồi em. Rồi cái phụ ra. Bên kia có thằng Trung, Trung gia bên đó. Trung với Thái nó lấy rồi. Đi qua anh vô anh tiến trước đi rồi mình qua bên đó. Thái lấy rồi, Thái lấy rồi. Thái lấy rồi. Vô trong đó trước đi rồi mình ra mình qua bên Trung. Đi chơi chị. Rồi, thứ bảy tuần sau gặp em nha. Bây giờ đi nhẹ nhẹ thôi, coi chừng mấy người mẹ người ta biết người ta chạy ra. Ủa, ăn đậu sao không ăn ta? Trời ơi, ông nằm ngủ rồi là không ăn đâu. Ông nằm đây nè. Mà ông ngủ rồi chắc ông không ăn rồi. Sao nãy giờ không nói tiếng nào vậy ta, ta ăn không? Trời đất ơi. Nằm im giống như là không có mặt vậy á. Đây. Trời ơi, cảm ơn. Rồi, để heo nó lấy bún. Mình đi nha, mình đi đây mình nhẹ nhẹ, mình có cho người ta biết mình đi nha. Để đem đồ xuống kia thôi hết. Đây bưng qua cho thằng Trung thôi. Để, ừ, để không Trung. Để lại cho nó, hai phần cho nó thôi, nó với thằng em đó. Thôi bưng qua đó chứ mình kéo xe qua đó mệt đó chị. Ừ. Em bưng qua đó bây giờ, trời ngồi đứng cái chờ em. Thôi đi vô đây trước đã, chút mình để lại cho nó hai phần rồi mình đi. Chị đứng ở chị chờ em bưng qua xong rồi đi vô mình vô trong kia rồi dùng. Rồi cảm ơn. Để ăn tiếng ra rồi nè. Trời ơi ăn tiếng đang tính thì vô trong đó. Ông Hoàng có ông đâu? À anh Hoàng dưới đó. Dạ. Có. Ai ăn tiếng? Cảm ơn chị. Thank you. Đây ông bán bún thôi, còn một tô nữa. Lấy hết phần bún nha anh tiến, đừng có lấy nữa. Đó nguyên phần nữa. Thấy không, bán ông bán bún giỏi không? Giỏi hả? Thank you chị Hương. Ok, thank you anh Tiến. Thank you. Anh thử được không nha anh Tiến. Rồi mình đi. Chút mình để lại tô, hai tô mình đem qua cho mình chung. Dạ, yeah, cảm ơn chị đi. Nhiều. Thank you so much. Thank you. Trời ơi, người gì mà thấy anh mà nằm im giống như là không nghe, không biết. Mình vừa thấy anh là mình chạy ra, mình đứng đằng đầu liền. Thì có nước vào đây chưa? Rồi, đưa bà nước rồi. Dạ. Đi nước cho bà chưa? Rồi. Đi nhẹ nhẹ đừng có lao ông sùng người ta ra là đến nơi mấy người Việt Nam là hết á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi em vô em gọi đi. Đừng kéo xuống, chị xéo xuống không được. Kéo đi, kéo đi. Cô cho chị sợ. Không biết nữa. Anh Hoàng có ăn bún không? Ơi mệt quá. No drink. Nước ơi, không uống hả? Đồ nè. Thấy thằng nấu đây à? Thấy giỏi không? Thấy Andy giỏi không? Andy giờ thằng ông bán bún rồi. Đây, để đây nè nha ông Đức. Yo, mày đang đi cơ. Yo, white American, come out, ladies and gentlemen. Nói tiếng Anh Hoàng. Dạ. Anh chịu hai người. Vô qua phòng anh Hoàng. Chiều thứ bảy nha. Dạ. Hả? Hôm nay thứ bảy? Ừ, chừng nào mà chị tới thì biết thứ bảy rồi. Để muốn cho chai chưa? Rồi. Nhiều thì em bảo là đến thì lấy mà. Ông bán bún quá giỏi. Bên ngoài chưa? Ăn chưa ăn không? Đức ơi, có ăn không? Đức. Đức. Ăn không? Ăn đúng không? Có. Nó xé để nó thôi. Anh Thành biết cái thấy gì ở chỗ nào hả? Bên đó hả? Anh Thành ơi, có ăn biến không? Thành ơi! Anh Thành! Yeah. Anh Thành có thấy có ăn biến không? Chắc hồi chạy máy điện không có nghe rồi. Thôi, ta đi em ơi. Cô, chị xíu. Sang hoàng nó nổ. Rồi biết được rồi, phải không? Sang hoàng nó thêm phần nữa có không em? Sang. Biết không? Vô anh nhau chứ. Không phải, có phần nữa hả? Sang
Ok rồi anh Hoàng, ưu tiên được 2 lần. Thôi mình đi nha. Thì lấy miếng đá cho scan miếng đá đi. There you go. Oh good. Yeah, I give you a cup. Oh yeah, a cup. No, no, the cup. Cho bấm đá đi. You got a cup? Yeah. Yeah. Không, không người nào cũng vậy. There you go. Oh gosh, thank you. Rồi, đi lên. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái không giống toán à? Cái không giống toán đâu, chứ đến thằng tiếng là hết rồi. Mình còn có 5 số phần à. 5 số phần thì giống toán đi vào kia, cái đó có ai đâu, bên kia rồi. Ok, đi. 50. Bên này 25, bên kia 25, em đếm lại thôi còn bao nhiêu phần đúng. Thôi kệ đi vô đi, ai còn thì ai hết thì thôi chứ sao giờ. Ok đi. Anh Hoàng, ăn xong nói ngon quá, cho xin thêm một phần nữa. Mà lại không biết là cái bún gì. Hỏi bún này là bún gì. Nghe là biết không phải Bắc Kỳ rồi. Bắc Kỳ là phải biết bún một. Anh Hoàng nói ngon quá, cho thêm phần nữa, không biết bún gì. Bye bye everybody. Xong rồi, giờ qua bên kia. Chạy xe tới khu này đón Huỳnh, thì kéo xe tới chỗ Huỳnh với anh Tuấn này kia đó. Tại chị kìa, chị đó kiểu ý chị mà. Hôm nay heo rất giỏi nha, heo bóp cái này bóp cái kia rất là làng nghề. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn không ở nhà Huỳnh ơi. Thôi đi tới nhà nó luôn chứ gọi gì. Thì chị gọi trước đi, em tại em tới rồi. Chị nãy chị tới chị thấy nó đang ở đó. Nè em kiếm cái gì? Chị đánh cái gì giữ quẹt của em vậy? Chị uống nước chung của em à? Chiều rồi mà nó đi cà rè nó còn cười hé hé nữa. Chị tới chị hỏi Huỳnh ơi có con heo ở đây không? Huỳnh nó không có cái chị nói. Chết rồi, nó đem đồ ăn đến đây mà sao nó không có đi. Cái chị te chị đi mất tiêu luôn. Huỳnh, chị mới thấy Huỳnh đây nè. Huỳnh ơi, trời ơi, nó đi chậm hơn chị nữa. Chị tưởng là tới rồi nhưng nó còn tuốt đằng kia. Nhà em chỉ có 2 người Việt Nam thôi phải không? Dạ. Nhà em á hả? Ê, em nấu đồ đi Hoàng ơi, 3 người. Em làm cái gì vậy? Giỏi quá. Cho anh ba cái này cho nó thích hợp á. Ừ. Dạ. Giỏi quá. Cái đó phải poison nó không em? Dạ cái này không phải poison nó mà hình như cái cây em cầm nó phải poison nó, còn cây này mới poison nó. Ồ, ghê vậy sao em rờ nó nữa? Tiêu gì đâu mà chịu muốn. Nè nước nè em ơi. Em cầm nước vô đi rồi em ra em lấy bún. Em có muốn lấy đá không? Em vô nhà em lấy đồ gì đừng đá đi đây chị. Lấy con tóc của chị ra kìa, sao tóc của chị dính lên nè.
Em lấy cái ly chị nghe đá ha. Ờ. Khoan đã, đem ba ly nước vô nè. Cha sao chị lấy lên không được. Rồi đây em ơi, nè, em cầm ba cái này vô. Sao em lấy cái đồ gì đựng đá, sao em chạy ra em bê bún. Dạ. Ồ, nãy sao giờ hành nhiều quá vậy? Em múc dưới đáy lên á. Đóng này đó. Để đây. Trời ơi, hành dưới đáy quá chừng luôn này, em có đành. Trời ơi. Trời ơi, em múc ở trên không vậy là mấy tô kia không có hành thôi kệ đi. Ôi, người ta không biết hành gì ơi. Hành là đồ nêm nếm thôi, không hành có cũng không sao. Thôi. Nó người nước ngoài không ăn hành em. Ăn hành. Thôi để hết đi. Chứ mình để lại đâu làm gì. Anh nói, em nói câu một cuối cùng cần. Chị không có ý kiến với cậu, em múc kệ em, múc cao múc vẻ. Chị không được ý kiến. Hành phi với tiêu đâu. Nhà của Huyền á. Quay cái nhà của Huyền cho mọi người coi. Ôi cha giàu lắm, có xe đạp 2-3 chiếc. Trời ơi, hai con chó luôn đó em. Thằng bé nó đi, nó dẫn hai con chó. Hai chó. Trời ơi. Tiêu say không có nhiễn, nó đổ đâu có được. Vậy hả? Chị cũng không biết nữa. Làm mà cũng làm dối nữa. Chị đếm có bao nhiêu ly vậy? Còn bao nhiêu ly đây vậy? Có. Dạ cho nó có anh Nu rồi. Có ai? Có anh Nu. Ồ anh nuôi tới hả? Dạ. Nu. Nuôi á. Nuôi. Con nuôi anh già già đó. Có 22, còn 22 rồi em ơi. Ờ, sao? Không có. Rồi bây giờ em phải bê vô đi rồi em mới bê ra. Dạ. Rồi đưa đây chị lấy đá nha. Lấy cà phê không? Tô nữa phải không? Ok. Đây đây. Tô nữa phải không? Ừ. Một tô nữa. Có anh nuôi tới chơi. Phải bê vô nhà cho khách nữa. Khách không đồng mà phải bê vô tận nơi nữa. Trời ơi, ra lấy Huyền ơi, còn hai bình đá nữa. Hello anh nuôi. Rồi đi lên lấy hai bịch đá nữa là xong. Dạ. Huỳnh nó bê bún ô cho em rồi. Dạ. Có chị là cái này là ngày là đầu tiên á, là đi qua hướng này á. Xã anh em đây. Rồi thôi chị đi luôn nha. Nhưng mà chị sớm thì ăn chưa có, mấy anh đi bên hướng kia có cái gì đó á. Bây giờ vậy. Rồi thôi bye bye ăn nuôi ăn bún đi ăn nuôi. Rồi thôi tụi em đi luôn nha. À, okay. Đi em. Đây đây. Thiếu lục cúc các bạn chị. Lấy miếng đá rửa tay á. Ok. Mẹ thiếu thuốc được lâu rồi chị. Chị không biết. Chị là xếp tình của em mà chị là thuốc ở đâu chị phải chỉ cho em chứ. Mau lên Huỳnh ơi, tối rồi. Em mệt chị quá đâu có sao đâu. Đi từ từ đi chị đừng có hối. Không có chuyện gì hết á, mà đi xuống dám làm cái gì. Tối người ta đi ngủ hết rồi em ơi, không có ai ăn đâu. Chị sợ.
chiều tao còn về đâu có gì đâu. Suối mình quen mà ai mà làm gì. Dạ thì ta ăn thịt chị nha. Ra đường chung không? Đi luôn. Đi là phải vòng đánh vòng đó, xe kẹt xe vòng lại. Thôi chạy thẳng luôn. Mày lấy kêu chị bưng qua đi, chị không chịu bưng. Sao mỗi lần đi phát đồ ăn là cứ mơ cái hồ nước lạnh này. Mơ cái nước lạnh, số nước lạnh. Xong bên Tuli rồi. Bây giờ qua Capital. Hôm nay đi tới chỗ của Huyền luôn. Nhưng mà lại không ghé đường Trung. Rồi, bỏ lên. Qua bên kia rồi mình đổi ra. À, bây giờ dọn dẹp đi qua bên. Em ơi. Tay của em Trời ơi, chị Hương dễ thương quá. Sao còn dư mấy miếng chả vậy? Tội nghiệp chị Hương quá. Nè, thầy cầm này làm gì vậy? Cái đó cho em mặc để em rắc tiêu. Thôi, 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 chị ơi, chị đừng có bày nha chị ơi. Như vậy nè, em bỏ hàng phi với tiêu đây. Em bốc mấy hàng bỏ tô xong lấy tiêu xịt xịt xịt. Em là đàn ông chứ. Đàn ông cũng phải làm vậy chứ. Có đàn ông nào mặc vậy hết á. Không chịu thôi, đem về cất. Mệt quá, thôi đi về. Em là đàn ông nhanh như vậy chừng phu. Chị đừng có làm nó giống cái đàn bè vậy đó. Rồi em bên đó, chị bên này. Ôi cha. Cái xe chắc phải để ghế trên rồi. Người ta bán nào đầu bếp người ta cũng đều làm vậy cho nó tiện thôi mà. Rồi em nghĩ bỏ chiếc xe lên đầu này cũng được nè. Em thẳng chứ không phải là cong đâu nha chị. Ừ. Mệt quá rồi. Giờ đi qua bên Capital. Xong bên Capital rồi. Xong bên Tuli rồi. Bây giờ đi qua bên Capital. Bây giờ mệt quá ghé lại thằng Trung nữa thôi, chạy luôn. Thôi. Không có gặp thằng Trung tuần này. Bây giờ chạy lại nó trễ rồi. Ok, chạy qua Capital luôn em ơi. Thì để cho nó gió mát. Gió mát rồi. Xin cái tô nào không? Không. Vậy tại sao còn tới 21 tô? Chị Thủy. Đúng rồi, thôi đi vòng đi. Ôi cha, chị Thủy đẹp gái gớm luôn. Giờ mình bỏ vô cái thùng nhỏ. Em muốn bỏ vô thùng nhỏ mình khiêng cho dễ hả? Ok, cũng được. Ừ. Đưa nó ngọt chị chưa? Chị Thủy ơi, món này món gì chị Thủy biết không? Trời cháu, muốn bú. Rồi, thôi em đi nha. Rồi đi đi. Rồi đi đường tắt. Rồi đi đường tắt.
chút mình về mình đi đường vòng gặp ai nữa thì mình đưa. Lên đây được không hay đi ra đó? Hôm nay chị Thủy không có chửi bới gì hết mà đứng hát nha nhỏ. Mà nói ràm ràm, có nói ràm ràm nhưng mà hát nha nhỏ. Rồi giờ bê đồ ăn đi, còn biết là bún. Ngồi đây ăn luôn hả? Ngồi đây ăn luôn. Ăn đi. Quay bún của chị Thủy nha, quay bún của chị Thủy nha. Chị Thủy ngồi ngoài đường ăn luôn. Sao không ăn mà ngồi nói gì rầm rầm anh đây chị? Rồi thôi chị đi nha. Em đi á, chị ngồi ngoài đường ăn luôn hả? Không về chòi hả? Ok, thôi em đi. Thấy bụi đời không? Ngồi ngoài đường ăn luôn, không chịu về chòi. Em đi á. Xe đó xe ai á?